Nếu các bạn có nhu cầu mua nick, lên ngay shop.tng.vn. Hiện tại đang có khuyến mại giảm 60% giá trị nick, có cả nick đá quý giá cực hạt rẻ. Gặp sự cố sẽ đền bù lại 100% giá trị. Xin chào tất cả anh em. Gửi đến cho anh em là 5 bộ trang phục sẽ ra mắt chúng ta ở trong cái dịp Tết này. Wow, năm 2020 nha anh em ơi. Và đương nhiên rồi, chúng ta cùng hãy đón xem. Đầu tiên là bộ trang phục Zina Hỏa Nhãn Ma Vương. Wow, đây là một bộ trang phục bậc S nha anh em ơi. Hồi đầu là S tưởng là một bộ skin nguyệt tộc khác đi cùng với vị tướng Aether, nhưng không, đây là một vị tướng hoàn toàn khác. Ôi trời ơi, S nhìn sao giống thanh niên quỷ vương ở đó, ở trong một cái bộ phim truyền hình của Hollywood ra. Anh em thấy giống cái hình ảnh gì không? Ok, đó là ngoại hình của vị tướng Zina này. Thực sự rất đẹp anh em ạ. Wow, chiêu 2 được đấy chứ anh em. Chiêu 1. Và em nghi ngờ rằng việc Zina có bộ trang phục mới có thể là do vị tướng này sắp tới sẽ được tăng sức mạnh gián tiếp từ trang bị. Và cả một cái trang bị mới mà anh em được hé lộ vừa qua, đó chính là một cái trang bị khi mà tấn công đối thủ mất 10% máu sẽ gây sát thương phép xung quanh, làm chậm đối thủ và có một cái thời gian hồi rất là nhanh. Và em nghĩ rằng một vị tướng băng xả Zina lại càng phù hợp hơn với trang bị đó. Đó là lý do vị tướng này ra trang phục. Theo em là như vậy. Còn bạn thì sao? Em thấy rằng cái chiêu 2 và chiêu cuối là cái chiêu đẹp nhất của vị tướng này rồi. Chưa kể cái ngoại hình quá là cool ngầu anh em ạ. Wow, như anh em đã biết được rằng một vị tướng được tăng sức mạnh thường kèm theo đó, đó chính là một bộ trang phục. Nên S không nói thì chắc hẳn anh em đều biết rồi mà, đúng không nào? Úi cha, chất lượng chưa anh em? Chỉ tiếc là cái bộ trang phục này chỉ là bậc S mà thôi. Mình đang rất là chờ mong cái bộ trang phục nào đó nó siêu phẩm hơn. Bộ trang phục thứ hai gửi đến cho anh em đó chính là Violet đặc dị. Trời ơi, bộ trang phục thứ 13 anh em ạ. Nhiều quá mà. Đúng là con cưng gà giá nó khác anh em ơi. Và tiếc là S đã không mod được skin này ở bản Trung Quốc, nên có xin và mượn bạn là KingBot cái clip này để bạn có thể review qua về cái bộ trang phục tuyệt vời nhá. Nếu bạn nào muốn biết được các bộ trang phục sớm và đẹp nhất thì hãy vào kênh KingBot nhớ đăng ký nhá. Ôi trời ơi, tuyệt vời anh em ơi. Hiệu ứng màu xanh anh em ạ, nó không khác gì là cái con Murad đặc dị ra lắm. Thực sự thì cái mấy cái đồ đặc dị này F thích nhất là ở cái ngoại hình thôi nha anh em. F thích nhất là cái ngoại hình chứ không hẳn là ở cái hiệu ứng của nó đâu. Không khác gì là Murad và Vai O song sinh anh em ạ. Đây là chiêu 2 và chiêu 1. Thực sự F thấy là chiêu cuối cũng tạm chứ. Chiêu cuối được nha anh em. Nó có cái biến về theo cái một cái bộ trang phục ở đó mà em không biết. Và bộ trang phục thứ ba, đây là bộ trang phục Etchit. Anh em có nhìn ra không? Đây là cái bộ trang phục rất là giống của thằng Quillen đó. Đúng vậy, đây là một bộ trang phục học đường. Chỉ tiếc là Etchit chưa biết là phải gọi bộ trang phục này gì đây. Cô giáo Thảo chăng? Wow, được thực sự luôn anh em ạ. Các bộ trang phục không hiệu ứng thường là các bộ trang phục có một cái ngoại hình rất là đẹp, cute. Wow, em thích cái mái tóc này. Nhìn kiểu như là búp bê đó anh em. Không có hiệu ứng nha anh em, tại vì đây là cái bộ trang phục vào sổ sứ mệnh mà. Một là sổ sứ mệnh, hai là ở VIP. Chỉ có như vậy thôi anh em ạ. Hiện tại thì Etchit là một vị tướng khá anh em trọng dụng khá, mặc dù còn khá là kén người chơi. Chiêu 1, chiêu 2 và chiêu 1. Từ khi mà thay đổi cơ chế này thì em thấy được rằng vị tướng này thực sự đáng chơi trước rất là nhiều. Và sức sát thương rất lớn ha. Đó là cô nàng Etchit chúng ta. Và bộ trang phục kế tiếp đó chính là Grug, mèo thần tài. Đây là một cái bộ trang phục quá chất chơi và đẹp luôn anh em ạ. Thực sự luôn, em rất là thích cái bộ trang phục này. Và tiếp tục, S mod hơi muộn một chút thì có những YouTuber khác làm rồi.
Ad muốn làm chậm một chút nhưng lại mod không thành công anh em ạ. Thành ra là lại tiếp tục xin và mượn bạn Killbot để có thể của anh em review qua cái bộ trang phục này ha. Chất phết anh em ạ. Cái bộ trang phục này ra vào cái dịp Tết là quá hợp lý rồi. Ad và anh nghĩ rằng đó là Tết âm. Đòn đánh thường vung vãi cả tiền anh em ơi. Ghê sợ chưa? Wow. Trời ơi, trời ơi. Tuyệt vời anh em ơi. Vàng 9999. Ba số 9 ta. 1 2 3 5 số 9 anh em ạ. Ghê gớm. À 4 số 9. Vàng 4 số 9 chứ. Chúc cuối nào. Phát tài phát lộc. Tiền vào như nước nha anh em. Quá chất anh em ạ. Trời ơi. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Bộ trang phục quá hay ho. Và bộ trang phục mà em gửi đến cho anh em đó chính là Aether Quỷ Tướng Nguyệt Tộc. Một bộ trang phục mà em từng giới thiệu sơ sơ qua cho anh em rồi. Nhờ bây giờ sẽ review lại một cách chi tiết hơn qua các highlight nhá. Và anh em ơi, đây là 5 bộ trang phục em thấy được rằng nó đẹp nhất đầu năm 2020 này. Các bạn có thích các bộ trang phục này hay không? Và các bạn đánh giá và yêu thích nhất bộ trang phục nào? Đừng quên comment ngay dưới video này nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng ép đánh giá và xem tiếp ha. Wow. Aether luôn là một vị tướng rất là khó chịu khi anh em đi team 5 và được rất là nhiều anh em chú trọng để cấm vào. Tại vì vị tướng này rất là hay bị khóa thường xuyên, đặc biệt ở cái đoạn giai đoạn mid game anh em ạ. Nó khóa gọi là ghê gớm luôn, cứ chục giây khóa một lần. Như vậy thì ai chơi đúng không nào? Và đương nhiên là sắp tới sẽ có rất là nhiều thông tin hay ho về phiên bản mới, ví dụ như là phụ hiệu chuyển sinh từ 3 lần hồi sinh sẽ chuyển xuống chỉ còn 2 lần và rất là nhiều sự thay đổi khác, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới các vị tướng. Vậy nên các bạn hãy chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị chào đón các sự thay đổi của phiên bản mới nhé.
Để ủng hộ ép, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.